Rồi, có chiếc VinFast chạy đằng sau kìa. Màu trắng nè. Lúc này anh thấy cũng có nhiều xe VinFast chạy. Một ngày thấy một chiếc, có khi thấy hai ba chiếc. Có khi thì không thấy, nhưng mà hình như cũng thấy thường hơn bữa lắm ha. Lúc này thấy thường hơn. Hy vọng là có nhiều hơn nữa ha. Nè. Ồ, người Tây nha, chủ người Tây. Đẹp quá ha. Ngầu không? Ai nói người Tây không mua xe VinFast đâu. Rồi vô uống cà phê. Hôm qua em cũng gặp á, hôm qua em đi làm em cũng thấy. Xe màu trắng luôn. Thì đôi khi mình cũng hãnh diện khi thấy xe Việt Nam mình chạy trên đường phố Canada cả nhà. Đúng rồi. Anh hy vọng là càng ngày ra đường thì thấy rất là nhiều ha. Dạ. Thì từ từ anh, từ từ người ta cũng biết tới á. Ở gần nhà mình bây giờ cũng có một chiếc người ta mới mua đó. Màu xám anh đi đưa Aiden, cái em thấy người ta đậu ở ngoài. Bữa nào mình lại đó mình quay.